Chào mừng các em đến với tiết kể chuyện lớp 4. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu và tập kể lại câu chuyện Những chú bé không chết. Câu chuyện Những chú bé không chết là một câu chuyện với những câu văn hội thoại ngắn ngủi nhưng đã cho chúng ta thấy hình ảnh những chú bé du kích quả cảm, đầy lòng dũng cảm. Chuyện kể về các chiến sĩ du kích nhỏ tuổi tham gia cuộc chiến tranh vệ quốc chống quân xâm lược phát xít Đức. Sau đây cô và các em cùng nhau tập kể lại câu chuyện Những chú bé không chết. Đây là hình ảnh của đất nước Liên Xô được chụp từ trên vệ tinh xuống các em ạ. Bây giờ chúng ta cùng nhau bước vào nội dung của tiết học. Trước hết chúng ta hãy lắng nghe cô kể toàn bộ câu chuyện này nhé. Những chú bé không chết. Phát xít Đức ồ ạt đưa quân sang xâm lược Liên Xô. Đến đâu, chúng cũng cướp phá, bắn giết, hết sức tàn bạo. Một buổi chiều, bọn phát xít bất ngờ xông vào làng nọ. Khắp làng không một bóng người, không gặp sự chống cự của du kích. Chúng tưởng được yên thân. Nhưng trời vừa tối, tiếng súng đã nổ gian. Bọn phát xít nhớn nhác hỏi nhau: bắn ở đâu thế? Một tên lính hấp tấp từ ngoài chạy vào nói: bắn nhau ở cánh rừng kia kìa, đã bắt được một tên du kích. Một lát sau, mấy tên lính dẫn một chú bé đến trước mặt tên chỉ huy. Chú bé chừng 13-14 tuổi, mặc áo sơ mi xanh, có hàng cúc trắng. Tên sĩ quan hỏi: mày là ai? Chú bé kiêu hãnh trả lời: tao là du kích. Tên sĩ quan quát: đội du kích của chúng mày ở đâu? Chú bé trả lời giọng khinh bỉ: tao không biết. Tên sĩ quan nổi giận, ra lệnh cho bọn lính hành hạ, tra tấn chú bé rất dã man. Nhưng chú không nói nửa lời. Gần sáng, bọn chúng đem chú ra bắn. Đêm hôm sau, du kích tấn công vào chính khu vực chúng đóng quân. Kho tàng của bọn phát xít nổ tung, nhưng chúng cũng bắt được một em nhỏ. Tên sĩ quan kinh ngạc hỏi: mày là ai? Chú bé kiêu hãnh trả lời: tao là du kích. Tên sĩ quan phát xít không còn tin ở mắt mình nữa. Trước mặt hắn vẫn là chú bé mặc áo sơ mi xanh, có hàng cúc trắng, mà hắn đã ra lệnh cho bọn lính bắn chết đêm qua. Tên sĩ quan rền rĩ: ôi, lạy Chúa, đất nước này thật là ma quỷ. Rồi hắn gào lên: treo cổ nó lên ngay. Mệnh lệnh của hắn được thi hành ngay. Sang đêm thứ ba, bọn phát xít càng không được ngủ yên. Đêm ấy, du kích đánh thẳng vào sở chỉ huy của chúng. Còn chính tên sĩ quan thì bị bắt sống, đem về khu du kích trong rừng. Khi người ta mở băng bịt mắt, hắn nhìn thấy trước mặt là một người du kích đứng tuổi. Và bên cạnh bác ta lại là chú bé mặc áo sơ mi xanh, có hàng cúc trắng. Hắn quỳ phục xuống chân chú bé, làm nhảm như một kẻ loạn trí: xin tha tội cho tôi, tha tội cho tôi. Tôi đâu biết ngài có thể chết đi sống lại như phù thủy thế này. Nhưng người phiên dịch chỉ vào bác du kích đứng tuổi bảo hắn: đây là cha của hai đứa bé bị ngươi giết đêm hôm kia và đêm hôm qua. Trước mặt ngươi là đứa con thứ ba của bác ấy. Tên sĩ quan phát xít kêu lên một tiếng rồi gục xuống sát đất, không dám ngẩng đầu lên. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau nghe lại lần hai của câu chuyện này nhé. Những chú bé không chết. Phát xít Đức ồ ạt đưa quân sang xâm lược Liên Xô. Đến đâu, chúng cũng cướp phá, bắn giết, hết sức tàn bạo. Một buổi chiều, bọn phát xít bất ngờ xông vào làng nọ. Khắp làng không một bóng người, không gặp sự chống cự của du kích. Chúng tưởng được yên thân.
Nhưng trời vừa tối, tiếng súng đã nổ gian. Bọn phát xít nhớn nhác hỏi nhau: bắn ở đâu thế? Một tên lính hấp tấp từ ngoài chạy vào nói: bắn nhau ở cánh rừng kia kìa, đã bắt được một tên du kích. Một lát sau, mấy tên lính dẫn một chú bé đến trước mặt tên chỉ huy. Chú bé chừng 13-14 tuổi, mặc áo sơ mi xanh có hàng cúc trắng. Tên sĩ quan hỏi: mày là ai? Chú bé kiêu hãnh trả lời: tao là du kích. Tên sĩ quan quát: đội du kích của chúng mày ở đâu? Chú bé trả lời giọng khinh bỉ: tao không biết. Tên sĩ quan nổi giận, ra lệnh cho bọn lính hành hạ, tra tấn chú bé rất dã man. Nhưng chú không nói nửa lời. Gần sáng, bọn chúng đem chú ra bắn. Đêm hôm sau, du kích tấn công vào chính khu vực chúng đóng quân. Kho tàng của bọn phát xít nổ tung, nhưng chúng cũng bắt được một em nhỏ. Tên sĩ quan kinh ngạc hỏi: mày là ai? Chú bé kiêu hãnh trả lời: tao là du kích. Tên sĩ quan phát xít không còn tin ở mắt mình nữa. Trước mặt hắn vẫn là chú bé mặc áo sơ mi xanh có hàng cúc trắng mà hắn đã ra lệnh cho bọn lính bắn chết đêm qua. Tên sĩ quan rền rĩ: ôi, lạy Chúa, đất nước này thật là ma quỷ. Rồi hắn gào lên: treo cổ nó lên ngay. Mệnh lệnh của hắn được thi hành ngay. Sang đêm thứ ba, bọn phát xít càng không được ngủ yên. Đêm ấy, du kích đánh thẳng vào sở chỉ huy của chúng. Còn chính tên sĩ quan thì bị bắt sống, đem về khu du kích trong rừng. Khi người ta mở băng bịt mắt, hắn nhìn thấy trước mặt là một người du kích đứng tuổi. Và bên cạnh bác ta lại là chú bé mặc áo sơ mi xanh có hàng cúc trắng. Hắn quỳ phục xuống chân chú bé, làm nhảm như một kẻ loạn trí: xin tha tội cho tôi, tha tội cho tôi. Tôi đâu biết ngài có thể chết đi sống lại như phù thủy thế này. Nhưng người phiên dịch chỉ vào bác du kích đứng tuổi bảo hắn: đây là cha của hai đứa bé bị ngươi giết đêm hôm kia và đêm hôm qua. Trước mặt ngươi là đứa con thứ ba của bác ấy. Tên sĩ quan phát xít kêu lên một tiếng rồi gục xuống sát đất, không dám ngẩng đầu lên. Các em vừa lắng nghe nội dung của câu chuyện rồi. Bây giờ các em sẽ tập kể lại câu chuyện này. Trước khi các em tập kể, cô lưu ý các em một số điều sau. Ở câu chuyện này, các em cần kể với giọng kể hồi hộp, phân biệt tâm lý các nhân vật. Với tên sĩ quan, lúc đầu hống hách, sau ngạc nhiên, kinh hãi đến hoảng loạn. Với các chú bé du kích, cần kể với giọng dõng dạc, kiêu hãnh, nhấn mạnh các chi tiết. Vẫn là chú bé mặc áo sơ mi xanh có hàng cúc trắng. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với hoạt động nữa. Đó là kể trong nhóm. Các em hãy tập kể lại câu chuyện này theo nhóm của mình ở trên lớp. Hoặc nếu các em ở nhà, chúng ta có thể kể cho anh chị em hoặc bố mẹ hoặc ông bà của mình câu chuyện này nhé. Sau đây, cô sẽ dành thời gian để các em tập kể trong nhóm. Đã hết thời gian tập kể trong nhóm rồi, chúng ta cùng nhau chuyển sang hoạt động tiếp theo, thi kể chuyện. Ở phần này, các em cần chú ý lắng nghe bạn kể và dựa vào các tiêu chí đánh giá sau để đánh giá phần kể chuyện của bạn. Đúng nội dung, rõ ba phần cốt truyện. Kể được hoạt động và lời nói của nhân vật. Kể lưu loát, rõ ràng.
và nêu được ý nghĩa bài học của câu chuyện. Theo em, tại sao câu chuyện lại có tên là Những chú bé không chết? Câu chuyện có tên là Những chú bé không chết bởi vì ba chú bé trong câu chuyện là ba anh em ruột. Họ ăn mặc giống nhau khiến tên phát xít nhầm tưởng những chú bé đó đã bị hắn giết rồi luôn sống lại. Chính điều này đã khiến hắn kinh hoàng và khiếp sợ. Câu chuyện này ca ngợi phẩm chất gì ở các chú bé? Chuyện ca ngợi tinh thần dũng cảm, ý chí kiên cường, bất khuất và sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ nhỏ tuổi trong cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, bảo vệ Tổ quốc. Nếu được đặt tên khác cho câu chuyện này, em sẽ đặt những tên như thế nào? Cô gợi ý cho các em một số tên sau. Những thiếu niên dũng cảm, những thiếu niên bất tử, những chú bé không bao giờ chết. Các con ạ, trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, có rất nhiều những con người quả cảm mà sự hy sinh của họ mãi sáng ngời trong bao lời hát, câu thơ đã tạc vào lịch sử oai hùng của dân tộc Việt Nam. Đó là những thiếu niên anh dũng đã tham gia cách mạng khi còn nhỏ tuổi như anh Kim Đồng. Đó là chị Võ Thị Sáu đã anh dũng hy sinh khi mới tròn 19 tuổi. Đó là anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, cái chết của anh đã hóa thành bất tử trong lời thơ của Tố Hữu. Anh đã chết rồi, anh còn sống mãi, chết như sống, anh hùng vĩ đại. Đó là Nguyễn Bá Ngọc, cậu học sinh chăm ngoan, lấy thân mình che đạn cho các em nhỏ. Anh đã hy sinh khi mới 14 tuổi. Và còn biết bao những con người quả cảm, luôn chiến đấu bảo vệ lẽ phải, bảo vệ chân lý, chiến đấu vì một cuộc sống tốt đẹp, công bằng, văn minh. Những chú bé không chết vẽ cho chúng ta một khung cảnh chiến tranh khốc liệt, sự tàn bạo vô cùng từ phát xít Đức. Nhưng nổi lên trong đó là hình ảnh của những chú bé du kích quả cảm. Câu chuyện ca ngợi phẩm chất dũng cảm, kiên cường, bất khuất của những chú bé du kích. Dù nhỏ tuổi, nhưng những chú bé đó hiện lên trong câu chuyện không một chút e sợ, sợ hãi kẻ thù, luôn một lòng chống giặc ngoại xâm cứu nước. Những chú bé không chết là cách gọi mà người đời sau dành tặng cho các chú. Các chú bé có thể bị giết dưới nòng súng của địch, nhưng sự dũng cảm, tinh thần kiên trung sẽ còn sống mãi trong lòng chúng ta. Vậy là chúng mình đã vừa cùng nhau hoàn thành được nội dung của câu chuyện. Giờ học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau.